Theo Cục Chăn nuôi, Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về chăn nuôi vịt, nhưng hiện đang phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực. Trong đó, thách thức lớn nhất là dịch bệnh ngày càng phức tạp. Vào khoảng năm 2019, bệnh do virus Tembusu, hay còn gọi là hội chứng lật ngửa, giảm đẻ, đã du nhập đến Việt Nam và gây bệnh trên vịt ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có hệ thống vaccine chính thống, cũng như phương pháp xét nghiệm kiểm tra khả năng bảo hộ trên kháng thể của vịt Tembusu, khiến nguy cơ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, rất cần có biện pháp phát hiện sớm vịt nhiễm bệnh để kịp thời phòng ngừa, giảm rủi ro thiệt hại. Chúng tôi được một công ty đặt hàng là nghiên cứu về Tembusu, thì cùng từ cái ý tưởng đó, cho nên chúng tôi bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu và để làm sao ta tìm ra một cái giải pháp giúp cho bà con chăn nuôi phòng ngừa cái bệnh Tembusu nó xảy ra trong tương lai. Cái công cụ HI là một cái công cụ mà nó xác định được cho được là cái trạng thái cái dịch bệnh, dịch tễ ở trong trang trại của mình và sức khỏe của đàn vịt. Tôi hy vọng rằng cái phương pháp HI này kết hợp với những cái sản phẩm dinh dưỡng, miễn dịch và cũng như cái giải pháp của bên REP sẽ giúp cho bà con giảm được thiệt hại do Tembusu gây ra. Hiện tại bây giờ như đơn vị REP, cái phát hiện mới này mình thấy rất là tuyệt vời, đó là xét nghiệm cái kháng thể để đánh giá cái hiệu quả của có hai cái. Một là liên quan đến cái tính độc lực cái bệnh này. Cái thứ hai là khả năng bảo hộ của cái vaccine khi mà mình có thể là vaccine để phòng cho nó. Cái phương pháp làm HA-HI của bên REP á, thì nó đánh giá liên quan đến hai là mức độ mạnh của bệnh. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái bảo hộ của vaccine. Cái bệnh này thì nó xảy ra không riêng ở Việt Nam mình. Và hiện tại thì những cái vùng nào mà đã liên quan đến chăn nuôi vịt thì đều bị hết. Việc tìm ra được phương pháp chẩn đoán phát hiện virus Tembusu trên vịt sớm và chính xác đóng vai trò rất quan trọng với ngành chăn nuôi vịt tại Việt Nam. Phương pháp HI được xem là chìa khóa giúp người nuôi sớm tìm ra hội chứng lật ngửa, giảm đẻ trên vịt và tránh được rủi ro thiệt hại. Hiện nay là nó xuất hiện những cái bệnh mới, đó là bệnh Tembusu. Thì do là bệnh mới thì cái khi sự xuất hiện của nó xảy ra thì nó làm thiệt hại rất là lớn. Thậm chí là tỷ lệ bệnh, tỷ lệ chết nó thậm chí lên tới là 70-80%. Chính vì vậy nên cái sự hiểu biết về cái bệnh này để người dân có thể kiểm soát được cũng như là định hướng trong cái việc sử dụng vaccine rất là quan trọng để kiểm soát cho cái thiệt hại gây ra. Hội thảo Tembusu, thách thức và giải pháp cũng vừa đưa ra những giải pháp khoa học mới nhất thông qua việc đánh giá kháng thể Tembusu mà Trung tâm Nghiên cứu, Phân tích, Xét nghiệm, Tầm soát, REP nghiên cứu và áp dụng vào thực tế. Qua đó giúp cho doanh nghiệp và người nuôi vịt tiếp cận được công nghệ mới để chủ động áp dụng hiệu quả. Hiện nay một trong những vấn đề mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển chăn nuôi bền vững đó là vấn đề diễn biến dịch bệnh, trong đó có các bệnh mới nổi. Đặc biệt là trên vịt thì hiện nay mới xuất hiện cái bệnh gọi là bệnh Tembusu. Thì đây là bệnh do virus gây ra. Cho nên là cũng giống như các bệnh truyền nhiễm khác, để mà chủ động phòng chống thì trước hết là các giải pháp an toàn sinh học. Vấn đề nữa đó là phải đảm bảo cái nguồn con giống nó có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo nó không bị nhiễm bệnh trước đó. Đối với cái bệnh một cái đặc thù nó chưa có vaccine như thế này á, cái việc mà hiểu về dịch tễ và đặc biệt là phát hiện sớm để giám sát dịch bệnh là một việc làm rất là cần thiết. Phương pháp HI có thể giúp người chăn nuôi vịt, đặc biệt là đối với vịt đẻ trứng, có những giải pháp thích hợp nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Hơn nữa, để thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ngành chăn nuôi xác định cần phải ứng dụng khoa học công nghệ, chăn nuôi an toàn sinh học, giảm giá thành sản xuất và tăng tính cạnh tranh.